Thời điểm này, các vườn nhãn trên địa bàn thành phố Hưng Yên đang bước vào mùa thu hoạch. Ngoài việc bán nhãn cho thương lái, các nhà vườn còn kết hợp phát triển du lịch tham quan, trải nghiệm, góp phần đưa trái nhãn Hưng Yên đến gần hơn với người tiêu dùng trong và ngoài nước. Ngày 9 tháng 8, gần 30 giảng viên và sinh viên hai trường đại học VinUni và Đại học Khoa học Công nghệ Hồng Kông có chuyến tham quan trải nghiệm tại khu vườn nhãn của hợp tác xã Nhãn Lồng Hồng Kỳ, xã Hồng Nam, thành phố Hưng Yên. Các sinh viên đến từ nhiều quốc gia như Uzbekistan, Kyrgyzstan, Indonesia, Bangladesh, Ấn Độ, Nga, Đài Loan và Hồng Kông, Trung Quốc lần đầu tiên được đến thăm Việt Nam và thưởng thức trái nhãn lồng Hưng Yên ngay tại vườn nhãn. Đoàn du khách bày tỏ sự thích thú với không gian thoáng mát trong lành tại nhà vườn cũng như hương vị thơm ngọt đặc trưng của nhãn Tiến Vua và các sản phẩm chế biến từ nhãn. It was my first time to experience this one, but I really like it because tôi chưa bao giờ được ăn trái nhãn ở Việt Nam và khi mà lần đầu tôi được thưởng thức trái nhãn thì đây là một trải nghiệm rất là thú vị. Vườn nhãn cũng rất là rộng, rất là mát và có rất nhiều cây nhãn để cho chúng tôi thể tham quan. Several types of it and tôi rất ấn tượng với câu chuyện về nhãn Tiến Vua và tôi cũng rất ấn tượng là bởi vì ở đây có rất nhiều loại nhãn khác nhau và rất là muốn được thử tất cả các loại nhãn. How many harvest seasons do you have, and also like how you? Tôi được học về cách trồng nhãn, về mùa nhãn, về cách để bảo quản nhãn. Và bên cạnh nhãn tươi thì ở đây mọi người còn sản xuất ra nhiều thực phẩm khác nhau từ cây nhãn. Chuyến đi này thực sự đem lại cho tôi rất nhiều bài học lý thú. Ngoài thưởng thức nhãn quả tươi, đoàn du khách còn được tìm hiểu quy trình trồng, chăm sóc, chế biến và tiếp thị trái nhãn và các sản phẩm từ nhãn như mật ong, long nhãn, ôm sen ra thị trường. Buổi ngoại khóa đã giúp mở rộng kiến thức, nâng cao trải nghiệm học tập và khám phá thế giới cho các sinh viên quốc tế, đồng thời cũng là dịp để nhãn Hưng Yên tiếp cận gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Em thấy là vui và học được khá là nhiều điều ạ. Bởi vì trước đấy em có làm trong những cái dự án về phía nhà trường, về những dự án chuyển đổi xanh thì em cảm thấy là mình chỉ được biết nó ở trên giấy tờ thôi và chưa biết là thực sự là một cái du lịch mà dưới dạng nông thôn hoặc dưới dạng vườn nhãn như thế này thì trông nó sẽ như thế nào. Product specific insights on how longan is grown. Việc mà đến vườn nhãn thì cũng sẽ cho các bạn được nhiều cái kiến thức bổ ích hơn là chỉ các cái kiến thức ở trên lớp học. Nhà vườn cũng thu hút được rất là nhiều khách tham quan, du lịch và đến trải nghiệm. Một ngày có khả năng 3-4 năm đoàn, rất là mong muốn quảng bá cái sản phẩm trong nước cũng như là sang các nước. Từ đầu mùa nhãn chín tới nay, các nhà vườn, hợp tác xã ở thành phố Hưng Yên đã đón hàng vạn lượt du khách đến tham quan trải nghiệm. Về Hưng Yên, mùa nhãn chín được chiêm ngưỡng một vùng đất bạt ngàn nhãn, tận hưởng không khí trong lành, ngắm từng chùm nhãn lúc liễu, thưởng thức những quả nhãn ngọt thơm hay tìm hiểu quy trình chăm sóc theo hướng hữu cơ Việt Gáp, chắc chắn sẽ trở thành trải nghiệm đặc biệt và khó quên với mỗi du khách.